tin mới nhất vụ sát hại bạn gái sinh năm 2009 rồi phi tang trong vườn chuối. Cảnh sát giao thông mở đường cho ô tô chở sản phụ đang chuyển dạ đến bệnh viện. Dù nhau mang dao đi cướp biển số xe máy, nhóm học sinh ở Bắc Giang bị bắt. Lâm Đồng, vì sao nguyên phó chủ tịch huyện Bảo Lâm bị khám nhà? Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 cứu hộ tàu cá gặp nạn. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube của Báo Giao thông. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Như đã được tin, hơn 6 tháng trước, tại xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, lực lượng chức năng phát hiện thiếu nữ bị trôn lấp tại một vườn chuối của người dân ở thôn Lê Sáng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định Nạn nhân là cháu NTG, sinh năm 2009, trú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, còn đối tượng gây án là bạn trai Lê Phong Tê. Liên quan đến vụ án nói trên, ngày 24 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Phong Tê, sinh năm 2009, trú tại xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, về hành vi sát hại người. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng, trước khi xảy ra vụ án mạng, Lê Phong Tê có quan hệ tình cảm với cháu Nguyễn Thị Giờ từ tháng 1 năm 2023, khiến Giờ có thai. Đến tháng 12 năm 2023, cháu Giờ sinh con, nghi ngờ không phải con của mình. Tê và bạn gái thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4 năm 2024, tại nhà của bà Hoàng Thị Hiếu, thôn Lê Sáng, xã An Hồng. Huyện An Dương, bà ngoại của Lê Phong Tê, giữa Tê và Giờ xảy ra cãi nhau trong lúc cãi vã. Tê đẩy làm bạn gái ngã đập đầu vào góc thành bếp, lát bằng gạch dẫn đến tử vong. Sau đó Tê kéo bạn gái xuống khu vực kho rồi đưa cháu giờ ra vườn chuối cạnh nhà trôn. Đến ngày 19 tháng 4 năm 2024, Tê đến công an xã An Hồng tự thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo kết luận giám định, thương tích vùng đầu của nạn nhân hình thành trước khi tử vong có đặc điểm do vật tay tác động và nguyên nhân giờ tử vong do sốc chấn thương sọ não. Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 2 tháng 10 năm 2024, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành cáo trạng truy tố Lê Phong Tê về tội sát hại người quy định tại điểm B, N, khoản 1, điều 123 Bộ Luật Hình sự. Ngoài trách nhiệm hình sự, bị cáo Lê Phong Tê còn phải bồi thường cho bố mẹ đẻ nạn nhân 100 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, 100 triệu đồng tiền mai táng phí. Do Lê Phong Tê ở độ tuổi vị thành niên nên bố mẹ của bị cáo có trách nhiệm chi trả khoản tiền này. Tuy nhiên gia đình nạn nhân không yêu cầu nên hội đồng xét xử không xem xét tiền nuôi dưỡng con của giờ. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, căn cứ vào lời khai của bị cáo và kết quả tranh tụng, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Phong Tê 11 năm tù về tội sát hại người. Mới đây, một tài xế chở sản phụ từ Long An đi thành phố Hồ Chí Minh trên đường sản phụ chuyển dạ, tài xế không biết đường nên đã nhờ tổ cảnh sát giao thông hỗ trợ dẫn đường vào bệnh viện. Nhận được đề nghị hỗ trợ dẫn đường của tài xế ô tô đang chở sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ, tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông Đà Phước thuộc phòng cảnh sát giao thông PC08, công an thành phố Hồ Chí Minh tức tốc mở đường gần 11 km. Sáng 25 tháng 10, PC08 cho biết, khoảng 21 giờ ngày 24 tháng 10, 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông của trạm cảnh sát giao thông Đà Phước thuộc PC08 thực hiện nhiệm vụ xử lý nồng độ cồn tại ngã ba Đà Phước trên quốc lộ 50, xã Đà Phước, huyện Bình Chánh. Lúc này, tài xế Châu Nhật Linh điều khiển xe ô tô biển số tỉnh Long An đến nhờ dẫn đường vì trên xe có sản phụ VTKQ có dấu hiệu chuyển dạ cần đưa gấp đến bệnh viện. Ngay sau đó, tổ công tác xin ý kiến của ban chỉ huy trạm cảnh sát giao thông Đà Phước và mở đường gần 11 km để ô tô chở sản phụ tới bệnh viện Hùng Vương quận 5. Khi di chuyển qua đoạn đường đông xe hoặc các giao lộ, lực lượng cảnh sát giao thông liên tục ra hiệu để các phương tiện nhường đường cho xe ô tô chở sản phụ đến bệnh viện an toàn. Thông tin từ PC08, hiện sản phụ đã vào phòng chờ sinh và gia đình cùng với tài xế gửi lời cảm ơn đến lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ dẫn đường đến bệnh viện kịp thời. Thời gian gần đây, tình trạng cướp tài sản đang có diễn biến rất phức tạp, nhiều thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là trẻ hóa độ tuổi phạm tội. Vừa qua, Cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 học sinh ở tỉnh Thái Nguyên về hành vi cướp tài sản. Ngày 25 tháng 10, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Trần Quốc Phờ, sinh ngày 28 tháng 7 năm 2008 và Nguyễn Văn Nờ, sinh ngày 1 tháng 6 năm 2009. Nguyễn Huy Mờ sinh ngày 26 tháng 10 năm 2009, đều trú tại thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên về hành vi cướp tài sản. Các đối tượng đều là học sinh khối 10, trường trung cấp dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên. Trước đó, chiều 19 tháng 10, các đối tượng gồm Trần Quốc Phờ, Nguyễn Văn Nờ, Nguyễn Huy Mờ cùng với Nguyễn Xuân Ca, sinh năm 2009, trú tại phường Đồng Cao và Ngô Thượng Trờ, sinh năm 2008, trú tại phường Tân Phú, thành phố Phổ Yên đều là học sinh trường trung cấp dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên cùng Nguyễn Đức Hờ, sinh năm 2009, trú tại phường Đông Cao, thành phố Phổ Yên, vừa bỏ học. Đến cầu Hòa Sơn, bắc qua sông Cầu, thuộc thành phố Phổ Yên để tìm đánh, chặt và chiếm đoạt biển kiểm soát. Các đối tượng này sử dụng hai xe máy không mang biển kiểm soát, trong đó có Trần Quốc Phờ và Nguyễn Huy Mờ mang theo dao để gây án. Đến cầu Hòa Sơn, phát hiện trên cầu có hai thanh niên đi trên một xe máy có biển kiểm soát 98D1-207XX, nên các đối tượng đuổi theo, chặt đứt chắn bùn phía sau xe rồi chiếm đoạt biển kiểm soát. Sau đó cả nhóm đi về thành phố Phổ Yên cất dấu tăng vật chiếm đoạt được. Cơ quan công an đã nhận được thông tin và vào cuộc điều tra làm rõ hành vi manh động gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh tại địa phương. Tối 24 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân huyện có mặt tại nhà riêng của ông Nguyễn Trung Thành, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm, phường 2 thành phố Bảo Lâm để thực hiện lệnh khám nhà và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan. Theo nguồn tin, ông Nguyễn Trung Thành, 61 tuổi, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm Nhiệm kỳ 2021-2026, nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 9 năm 2024. Ông Thành được cho là có liên quan các sai phạm về công tác quản lý đất đai đối với diện tích đất công ty cổ phần Trè Minh Rồng thuê tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng kéo dài nhiều năm, liên quan vi phạm về đất đai tại công ty cổ phần trẻ Minh Rồng. Trước đó ngày 16 tháng 9, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Bá Đông nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Bảo Lâm, bà Nguyễn Thị Hiền, cán bộ phòng tài nguyên và môi trường huyện Bảo Lâm để điều tra. Được biết, công ty cổ phần chém minh rồng là doanh nghiệp tư nhân, trụ sở tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, được thuê đất tại thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm với hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Năm 2018, thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thu hồi 60 hectare đất do công ty cổ phần chém minh rồng thuê để giao về cho địa phương quản lý, Ông Đông, bà Hiền là những cán bộ công chức trực tiếp thực thi công vụ về quản lý đất đai ở địa phương nhưng đã làm sai chủ trương, thực hiện trái pháp luật trong giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, tàu CSB 3006 đã ứng cứu kịp thời tàu cá HT96868TS gặp nạn trên vùng biển cách Đông Bắc cửa Sót, Hà Tĩnh 30 hải lý và lai kéo tàu về khu vực cảng cá Xuân Hội vào lúc 4 giờ ngày 25 tháng 10. Thông tin ban đầu, vào 23 giờ 25 phút ngày 24 tháng 10, nhận được điện chỉ đạo từ Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 về thực hiện nhiệm vụ cứu nạn tàu cá bị nạn trên vùng biển cách Đông Bắc Cửa Sót, tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 30 hải lý. Ngay lập tức, tàu Cảnh sát Biển 3006, Hải đội 102 đang làm nhiệm vụ trên khu vực biển Hòn La, tỉnh Quảng Bình. Cách tàu bị nạn hơn 45 hải lý đã khẩn trương đến vị trí trên để cứu nạn. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 25 tháng 10, tàu Cảnh sát Biển 3006 tiếp cận được tàu cá bị nạn trong điều kiện sóng to, gió lớn. Cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển 3006 đã làm dây kéo tàu bị nạn về đất liền. Qua xác minh, tàu bị nạn số hiệu HT96868TS là dạng tàu đánh lưới vây, trên tàu có 8 thuyền viên do anh Nguyễn Văn Luận 38 tuổi, quê xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến cảng cá Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 18 tháng 10. Sáng 23 tháng 10, khi đang đánh bắt hải sản ở khu vực trên thì tàu bị hỏng chân vịt, mất khả năng cơ động và thả trôi trên biển trong điều kiện gió cấp 6, giật cấp 7 đe dọa tính mạng của các thuyền viên. Trước tình hình trên, thuyền trưởng phát thông tin đề nghị các lực lượng cứu nạn hỗ trợ đưa tàu vào bờ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10, một thuyền viên đã tử vong do đuối nước tên là NVM, 51 tuổi, quê xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân đến 4 giờ ngày 25 tháng 10, tàu cảnh sát biển 3006 kéo tàu HT 96868TS vào bờ và dự kiến sẽ cập bờ vào trưa cùng ngày. Bộ Công an vừa có dự thảo lần 4, nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Đối với xe ô tô, dự thảo lần 4 đề xuất mức trừ 12 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt mức kịch khung. Đáng chú ý trong dự thảo mới nhất, cơ quan soạn thảo đề xuất áp dụng chế tài phạt tiền như hiện hành, song đưa ra nhiều nội dung mới liên quan đến chế tài về trừ điểm bằng lái đối với người điều khiển ô tô, xe máy mà có hành vi vi phạm nồng độ cồn. Theo đó, đối với xe ô tô, Dự thảo lần 4 đề xuất giữ nguyên mức trừ 12 điểm giấy phép lái xe so với dự thảo lần 3 đối với tài xế điều khiển xe ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Mức trừ 12 điểm cũng được áp dụng nếu tài xế không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ, điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy hoặc chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng. Đặc biệt, dự thảo lần 4 đề xuất trừ toàn bộ điểm bằng lái xe nếu tài xế ô tô tái phạm hoặc vi phạm nồng độ cồn nhiều lần ở mức 2 và 3, gồm vi phạm độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở, vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Đây là điểm mới so với sự thảo trước đó. Đối với người điều khiển xe ô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự, Dự thảo đề xuất trừ 12 điểm giấy phép lái xe nếu vi phạm các lỗi sau, điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, trong cơ thể có chất ma túy hoặc chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng, không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn hoặc chất ma túy, các chất kích thích khác của người thi hành công vụ. Bên cạnh đó, tài xế xe máy mà tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần các hành vi sau cũng bị trừ hết điểm bằng lái xe, điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở, điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4 Mg trên 1 lít khí thở lý giải về những đề xuất mới nêu trên theo ban soạn thảo qua 5 năm triển khai thực hiện nghị định số 100 2019 ndcp nghị định số 123 2021 ndcp về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và giảm liên tiếp trong những năm gần đây tuy nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ vẫn diễn biến phức tạp xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản bên cạnh đó tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra phổ biến vi phạm các quy định trên đường cao tốc diễn ra phức tạp ngoài ra cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật nhiều loại hình phương tiện giao thông đường bộ mới được đưa vào sử dụng nên cần phải có quy định bao quát đầy đủ hơn Thưa quý vị, dự án bảo tồn, tồn tạo tổng thể di tích Điện Thái Hòa, ngôi điện đặc biệt trong Hoàng Cung Huế, nơi đăng quang của 13 vị vua Triều Nguyễn, bước vào giai đoạn cuối, sơn son thép vàng, băng vàng thật lên các kết cấu kiến trúc nội thất để kịp hoàn thành, chính thức đón khách vào cuối tháng 11 ngày 24 tháng 10, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đồ Huế cho biết, dự án bảo tồn tôn tạo tổng thể di tích Điện Thái Hòa thuộc Hoàng Cung Huế bước vào công đoạn cuối, sơn son thép vàng, băng vàng thật, lên kết cấu kiến trúc nội điện. Để kịp hoàn thành, chính thức đón khách vào ngày 23 tháng 10, nhân ngày Di sản văn hóa Việt Nam. Điện Thái Hòa là công trình đặc biệt thuộc Hoàng Thành Huế, nơi đăng quang của 13 vị vua Triều Nguyễn trải qua 22 lần trùng tu do yếu tố thời gian và ảnh hưởng nghiêm trọng của thời tiết, di tích đặc biệt điện Thái Hòa xuống cấp nghiêm trọng. Nên được Bộ Văn hóa thể thao và du lịch chấp thuận cho tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai trùng tu vào năm 2021 với tổng kinh phí gần 129 tỷ đồng, gồm ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn huy động khác. Trước đó dự án đã tiến hành tu bổ, gia cường nền móng, phục hồi nền lát gạch, bậc cấp đá thanh, tường gạch với màu sắc nguyên trạng dự án được tu bổ phục hồi hệ khung gỗ hệ mái hệ vách ván cửa bằng gỗ sơn son thép vàng mái lập ngói hoàng lưu ly và ngói liệt men vàng bờ mái con giống khảm sành xứ và hệ thống trang trí pháp lam ngôi điện được gia cường hệ thống tường chắn đất, phục hồi lan can. Trong quá trình trùng tu, bảo vật quốc gia Ngai Vàng Triều Nguyễn ở Điện Thái Hòa được bảo quản tại Bảo tàng Cổ vật Cung Đình Huế. Sau khi dự án hoàn thành, Ngai Vàng sẽ được di chuyển trở lại vị trí ở Điện Thái Hòa. Các nghệ nhân tỉ mỉ hoàn thành sơn son thép vàng, các kết cấu công trình bên trong nội điện để hoàn thành trùng tu, kịp đưa di tích đặc biệt này vào phục vụ du khách, người dân cuối tháng 11 cùng với điện Kiến Trung vừa hoàn thành trùng tu đón khách trong dịp đầu năm 2014, điện Thái Hòa mở cửa phục vụ du khách thời gian ngắn sắp tới sẽ là điểm tham quan đặc biệt hấp dẫn tiếp theo trong Hoàng cung Huế, tạo nên sức sống mới cho khu di sản Huế. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.